thời gian đó thì nó lụi tàn nha. Trên đó thì có chỗ cao hơn đó, xíu thì hai anh em mình sẽ lên đó. Thì bên cái ngôi đền ngôi miếu bên đây cũng lụi tàn luôn rồi, không còn gì hết, chỉ còn là được mấy cái nền với mấy cây cột à. Ở đây thì dẫn vô một cái đủ bản lĩnh qua đây không lĩnh. Thì đi khắp hương nghe cậu Bảy kể thì bên đây là một cái ngôi chùa bỏ hoang thì chắc là đúng rồi. Đi khắp quê hương, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay đi khắp quê hương xin giới thiệu và chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh về núi Voi, hay còn gọi là núi Kỳ Hương. Hồi xưa thì còn có tên gọi nữa là núi Bà Khẹt. Thì cái đây là cái đường để chạy xe lên núi nè. Mình chạy thẳng lên chảnh luôn thì sẽ có cái bãi đậu xe rất là lớn, tới cái quán nước và tới cái quán của cậu Bảy, cậu đãi cơm miễn phí, cậu làm từ thiện. Thì cái hướng này là về cái Phi Lai Cổ Tự. Còn hướng này nếu mà mình chạy thẳng ra ngoài đây thì sẽ đi về chợ Chi Lăng. Đi khắp quê hương mến chào cô chú anh chị và các bạn. Và hôm nay là ngày cuối tuần thì đi khắp quê hương đi cùng với bạn lãnh của đi khắp quê hương đi giếng núi Voi ở phường núi Voi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì núi Voi này cao cỡ chừng có 129m à. Thì đi khắp quê hương với bạn của mình chạy xe cái mỗi cái lên tới muốn gần tới đỉnh núi luôn rồi, có cái đường chạy xe lên đó, đi một đoạn lên là gần tới cái gọi là muốn tới đỉnh núi luôn rồi. Bây giờ xe lớn xe nhỏ gì lên cũng được. Trước mặt cô chú anh chị và các bạn mình có xe 16 chỗ nhóc chân nè. Thì đi khắp quê hương sẽ mời cô chú anh chị và các bạn mình đi tham quan núi Voi với đi khắp quê hương nha. Thì đây cũng là lần đầu tiên hai anh em mình đi núi Voi. Thì trước khi lên núi là có chỗ có một bãi rất lớn mà để mình đậu xe, kế bên đó thì có cái quán nước của cô chủ. Giờ hai anh em mình do ở hồi sớm là có ghé ở dưới thị trấn uống nước rồi mới leo lên núi. Bây giờ hai anh em sẽ lên núi tham quan luôn. Dạ chào chú. Ở bên đây nguyên một xe hút nam luôn nè. Chú ơi, cây đó cây gì? Hình như đi khắp quê hương thấy dây cóc. Dạ con chào chú, như mình là đoàn đi lấy thuốc nam hả chú? Thuốc đó mình lấy là trên núi này hay là ở nhiều chỗ khác chú? Trên núi này ha. Dạ trên núi này là nhiều thuốc lắm hả chú? Mình sẽ lấy thuốc gì hả chú? Lấy này dây cốc.
dây cóc không ha? Dạ. Dây cóc là nó thường nó chỉ cái gì chứ? Đặc nhất. À, dây cóc thì sẽ cũng dốc chân nè. Đây gần hai gần đụng nhau đây. Dạ, em đi tham quan rồi sẵn ghi hình lại luôn chứ. Dạ. Dạ, bên đoàn đi lấy thuốc nam mình quá chuyện đông luôn nè. Rồi anh chào mấy chú nha. Dạ. Dạ trưởng. Dạ. Em đội trưởng ngồi kế bên. Ông mà đeo vô chỗ bự đó, ông đó mới bự nữa. Còn chú chị ở trong thám tử. Có đeo còn chổi ớn không? Dạ anh chào chú. Dạ. Thôi thôi ra được rồi. Chú dẫn mình đi quay. Chú kể cho em mà một đạo pháp về quê hương đi. Dạ. Rồi vậy con tâm sự với ông Út chút xíu ha. Ông chuyển đòn mà ông nói chuyện. Ủa Út chuyển đòn luôn hả? Ủa sao ghê, là chú kia mới nói chú kia mà. Cái chú kia thì trưởng, còn ông lớn tuổi là ông trưởng mình lớn tuổi á. Ủa Út năm nay nhiêu tuổi Út? Có sáu mấy hả? Sáu mấy hả? Dạ. Rồi Út ngồi bên đây là chá nắng nè, tối hư nè, để con qua đây ngồi cho Út nè. Cái đòn của mình lấy thuốc nam là ở đâu Út? Đòn của máy thép ở Cần Thơ chú. Ở đòn của mình ở Cần Thơ. À, máy thép Cần Thơ. Rồi mình xíu là mình chở thuốc về Cần Thơ luôn hả chú? Thì cái này chút nữa xe này chạy về, anh em còn ở lại đây để tìm kiếm thêm bãi này chú. À là cái chiếc xe lớn này là chạy về hả chú? À. Và hôm nay lấy được rất nhiều dây cóc luôn. Cái này dây cóc. Dạ. Đòn của mình đi lấy thuốc là bao nhiêu người hả chú? Con thấy đông quá chèn luôn. Hả? Đòn của mình bao nhiêu người chú? 40 người. À. Toàn bộ là ở Cần Thơ hết nha. Cần Thơ thuốc nó. À, dạ. À, Út là cũng đi theo phụ với bà con, cũng một thành viên đó, phụ với bà con thôi chứ tôi không có cái trách nhiệm. Cái đó tôi nói thật, cái đó. Dạ. Nói với con cháu nói thật. Dạ. Bởi vì nói thật cháu bác thì với anh em đây cũng quy theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Thì cho nên là đức thầy đức quỳnh giáo chủ ông nói nếu người tu làm lành lắm giữ thì trước nhất phải lo là giữ giới chị trai và chưa là kế đó thì làm các công việc từ thiện xã hội chẳng hạn như đi nấu cơm bắt cầu về nhà tình thương là đi kiếm thuốc nam, bây giờ chủ yếu là thuốc nam đó chú. Dạ. Bởi vì cái thời kỳ nó biến chuyển là nắng mưa nó trái mùa rồi bà con mình hay bệnh ra nhiều cho nên đó là những cái hộ nghèo của người ta không có khả năng để tiền đến bệnh viện. Dạ. Cho nên là cũng nhờ thuốc nam này mà có cái duyên là đối với Phật với trời ấy, thì mình thử thuốc nam này về mình uống nó hết. Dạ. Không tin nó thì cũng như uống lạnh vàng cho nên thầy rồi đức quỳnh chủ nó thành lòng nước lã này nồi để tâm chú đức tâm là Phật ban. Dạ. Có nghĩa là mình tin tưởng thầy Phật là giờ là mọi cái việc đều liên quan hết. Dạ. Nếu mình không tin tưởng thầy Phật thì mình uống nó cũng như chú uống lạnh như này thôi chứ nó không có gì gì. À. Cho nên như vậy đó, cho nên ở đây cũng là dính dứt công chuyện nhà. Dạ. Là cảm giác lại là đi làm cái việc xã hội này để là có ích lợi cho đạo và cho nhà nước của mình. Dạ. Để tiếp tay với nhà nước không lo không nổi. Như vậy là nhà nước và cái người đó cùng nhau để lo cái bổn phận mà lo cho đời là lo cho đạo. Dạ. Ủa xe này là đi về Cần Thơ luôn hả chứ Út? Thôi rồi lại nữa cái này phải như vậy không chứ. Dạ. Tình nó dài dặn dễ ánh luôn. Rồi còn ở đây là mình phải còn một chuyến nữa hay sao? Này chuyến là mơi mới lên đấy. Này mơi là mình còn lên đấy ha. Dạ. Ủa sao núi này của mình là nhiều thuốc nam lắm hay sao Út? Núi nói chung là trên cái thiên nhiên tạo hóa này của trời Phật sinh ra đó. Dạ. Thì những cái loại cây gì nó cũng là mang cái tính dược thuốc hết á. Nhưng mà tại mình là không có học tới, mình không có tìm hiểu tới cho nên dạ. Là mình không có biết chứ. Nói chung là các loại cây cái gì nó cũng là loại thuốc không một chút. À. Cho nên là đức quỳnh giáo chủ ông ra đi rồi còn bỏ lại 33 cây thuốc gia truyền là thứ này nè. À. Có nghĩa là các loại thuốc như là thục linh đổ trọng rồi các thứ đó là nó cũng lấy từ dây cóc rồi là dứa gai mướp gai rồi các cái loại cây thảo mộc là nói chung là cây nào nó cũng có vị thuốc hết. Dạ. Nhưng mà mình chưa có khai thác được thôi. Dạ. Chứ còn khai thác được là những người nào mà có duyên làm đối với Phật với trời ấy, thì là thỉnh về là uống vô là nó sẽ bớt. Còn dạ. Nếu nó không bớt là do cái căn quả của mình tới đó rồi mình có mình phải trả cho chứ... người thôi.
chứ không có phải là kiểu như mình cứ mặc này mặc định là uống là hết nữa hay chứ Út? Không có dám cái này. Tùy theo nghiệp duyên của mọi người. Và người nào có duyên lành, có tâm lành mà cái số của ta nó chưa có tới, còn người ta đó là đau đau đó cũng là trả nghiệp trả quả chứ không phải mà mỗi người đau mà mỗi người chết. Ví dụ như là cái số mình sống 30 tuổi thì tới 30 tuổi mình ra đi, dầu cho thuốc hay cỡ nào cũng không có trị được. Cho nên đó là Đức Phật có nói gì là dược y bất tử, là quả Phật quá duyên lành. Có nghĩa là người nào có cái duyên lành đối với Phật thì sẽ uống vô nó hết. Còn cái bác sĩ nó hay cỡ nào chăng nữa mà cái số của mình đó là cái tới số rồi phải chết, dầu cũng không trị được đó chú ơi. Dạ, con hiểu rồi. Ôi, là cái thuốc của mình là đi kiếm nó sao hả Út? Xuống lên đó, thì mình biết cái mặt thuốc mới được. Lên chảnh nó rồi mình nó là thấy như vụ dây cóc này nè, đây thấy bó như vậy chứ đâu phải vậy, nó bò lên trên chảnh, nó leo lên trên chảnh, mình chặt ở dưới rồi phải gịch xuống rồi chặt ra từ khúc rồi mới bó xuống đây, rồi từ cái chảnh giác xuống đây đó. Là cái thời gian cái công trình nó dài dặn dữ lắm luôn. Đây không phải kể nhưng mà cái cực khổ của anh em Giang Lao, cho nên đó là Phật giáo Hòa Hảo đi đến đâu đi lên ở đây chú thấy kiếm thuốc ở đây nè. Chú Bảy bé này đại diện cơm nước rồi cho 40 người ăn mà không lấy tiền đồng bạc nào hết. Là nước đá nước rồi đó chú. Giờ mấy chú đi ha. Giờ mấy chú dùng cơm chưa, xong chưa? Xong rồi. Thôi vậy thôi cũng đi nha. Trước khi mà gặp mấy chú đây cũng chúc mấy chú là làm này được nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe. Cũng giờ phát lên để cho bà con ý thức được, bà con tìm hiểu được để mà cùng hỗ trợ với mình. Trước khi dứt lời là cảm ơn là cô bác gần xa đã xem được cái clip này, mong cô bác là cũng hỗ trợ cho chúng tôi trong thời gian để chúng tôi là có kinh phí để phục vụ lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Dạ, cảm ơn Út. Tính đi theo chú Út lấy thuốc nam luôn hả? Dạ, mấy chú đi rồi. Nếu mà đi lên núi là mình đi hướng này hay hướng đây? Thôi vậy em đi lại hướng này. Rồi em chào anh nha. Dạ. Hôm nay có duyên với mấy chú bên phòng thuốc nam ở Cần Thơ. Thì đoàn của chú đến núi Voi, còn gọi là núi Ba Khẹt, để tìm kiếm thuốc nam. Ở trên đó là gì hả chú? Để con lên tham quan. Dạ, con lên mới biết hả? Dạ, nói trước mắt hay ha. Dạ, hai anh em đi khám phá bởi vì chú không cho biết trước. Dạ. Cây nhãn. Cây nhãn to lắm. À, chỗ này ấy hồi sớm có đem hộp quẹt lên không lĩnh? Gần rồi, chạy lên đây, chạy xuống lấy đi, gần mà. Ở đây là chỗ mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu, ở phía dưới có đại điện bà. Ở đây là hình của mẹ nè, nên một cái chòi ở trên mái ngói. Vô trong đây cái mái ngói này thì mát, thì có để sẵn các cái áo tròn để cho mình cúng á. Bây giờ đi khắp quê hương sẽ tắt máy và để lễ bái mẹ một xíu. Bạn của đi khắp quê hương xuống xe lấy cái hộp quẹt lên. Bạn lĩnh hấp nhang để lễ bái. Chưa nữa. Xin phép giùm luôn đi lĩnh này. Thì hai anh em thường bắt đầu mỗi chuyến hành trình đều xin phép các vị ở đây cho hai anh em được đi núi tham quan, đi đến nơi và đến chốn được thượng lộ bình an. Thì các file ghi hình thì không bị các vấn đề lỗi file. Thì các chú thuốc nam hồi nãy là ở phái đoàn Cần Thơ, giờ các chú lội xuống cái vực đó rồi. Chỗ đó thì gần gặm nhiều đó, các chú sẽ đi kiếm thuốc. Thì đi khắp quê hương thì chưa có đi tham quan cái núi Voi này lần nào á, nên
sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình khám phá tham quan của mình, không có đi theo các chú. Trên đây là những tảng đá to to nè. Thì núi voi này cao có 129m thôi, cái chu vi của nó đâu có cỡ hơn 1.000 mấy trăm mét à. Ở bên đây là đường đi bậc thang lên, còn phía bên kia có thể chạy xe lên được. Từ trên mẹ Diệu Trì xuống đây chút xíu thì cũng có chỗ để mình lễ bái, thì đi khắp quê hương sẽ tham quan hết tất cả các địa điểm. Dưới đây là bia tưởng niệm nhân dân xã Núi Voi Kính Ghi. Cái bia này để tưởng nhớ đến chiến công của các đồng chí, các vị anh hùng đã góp sức bảo vệ đất nước Việt Nam của mình. Thì hình như đi khắp quê hương nhớ là cái núi này cũng có liên quan đến các cái lịch sử về chiến tranh á. Hai anh em mình sẽ tiếp tục qua bên kia. Dạ con chào cô. Cô từ ở đâu tới hả cô? Ở Bình Mỹ qua. Dạ, cũng ở An Giang hả cô? À, thì cô đi cúng một mình hay là đi với ai cô? Ủa, đi mình à? Rồi cô còn đi đâu nữa không? Không, cô lại đi cúng cô về. Dạ. Hơn tại mà mình ở cũng có nhiều địa điểm mà tại sao mình sẽ đến đây cúng hả cô? Cô đây. Tin đi cúng đi, còn cúng đi đâu hết. Dạ, còn cái duyên của mình ở đây, tin vào đây. Này. Dạ, 7 năm nay là con chị cúng ở đây. Chủ nhật cô lên đi cúng ở đây chơi, tới 1 hay giờ về xong. À, đây có cô tới đây 7 năm nay chắc cô rành con thì con không biết không, nhiều với gì. Cô chỉ cúng thôi, cô tin tưởng cô cúng, không có rành. À, dạ. Cô xong vài năm, cái nhà ông đó ông rành, ông hỏi gì hỏi không á. Dạ. Ông nói gì ông nhỏ lớn ở đây. À. Ừ, cái ông nhà năm cái nhà chạy nhỏ xíu đó. À, để lát con qua hỏi chú. Ông nhỏ lớn ở đây không à. Dạ. Cô chỉ mới lên đây mới 7 năm biết gì đâu, chỉ cúng không. Tại cô tin tưởng cái cảnh quan già ấy giờ, nhưng mà nó rất linh thiêng. Dạ. Ừ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của cô. Còn... mà lại chùa mà nhà lầu cao rộng đó. Cô không quen. Dạ. Cô không quen, cô không quen mấy cảnh đó. Ừ, không quen. Mình nghèo lại cúng mấy cảnh nghèo. Dạ. Vậy đó mà rất mình tin tưởng là có, tin tưởng. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Con chúc cô đi núi có nhiều sức khỏe. Dạ. Tuần nào cô lên đây cúng vậy đó. Dạ, tuần nào cũng lên ha. Cô chỉ bên đây là cái cảnh đó là bên đó Tứ Thánh hay cô? Dạ. 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 Dạ, anh em mình sẽ đi qua bên Củ Quyền cúng trước đi. Thì vòng vòng cái khu vực này không là hết 3-4 chỗ cúng nè. Trên đây nè, giờ này là anh em coi, hai anh em coi ra chắc cỡ 11 giờ rưỡi rồi. Chứ đây là có bàn thông thiên, không biết có để chữ gì không, nhưng mà hai anh em sẽ lên lễ bái, có nhang sẵn rồi, hai anh em chỉ lễ bái thôi. Ở trên cái ấy ghi là hữu ban. Vô phía trong chút xíu thì cô nói chỗ này là để cúng Củ Quyền. Củ Quyền Bá Tánh, phía trước mình nhìn vô sẽ thấy ngay ngài Nguyễn Trung Trực, một vị anh hùng dân tộc đất nước Việt Nam. Thì phía trong chút xíu thì mình sẽ thấy ở bên tay trái là cờ bàn thờ Củ Quyền. Phía chính giữa thì thờ Tổ quốc. Chính giữa thờ Tổ quốc nước Việt Nam của mình. Bác Hồ. Thì phía bên tay phải của mình đó là thờ ngài tu sĩ Thanh Hương. Ở phía dưới ảnh có để năm 2003, chắc ngài mất năm 2003. Thì đi khắp quê hương sẽ quay từ ngoài nhìn vô chút xíu, rồi đi khắp quê hương xin phép được tắt máy để lễ bái. Gọn thôi, ở ngoài mình nhìn vô là thấy hết rồi. Vì từ Củ Quyền mình đi qua bên phía bên tay phải của mình á, là sẽ thấy ngay cái cảnh điêu tàn. Chắc đây là dấu tích của chiến tranh á.
Thì hôm nay mình sẽ đi lên để cúng. Ở đây vẫn còn cái số 5. Năm 1967. Đây là cái kiến trúc thời năm 1967 hay gì nè. Ở đây mình nhìn thẳng vô cái cảnh rất là mộc mạc đơn sơ. Thì đi khắp phương xin phép đi lên để quay cho cô chú anh chị và các bạn mình xem. Trước đây để là thập bát hương hồn, toàn bộ xung quanh là lưu hương. Thập bát là 18 hương hồn hết ta. Thì phía trong là đền tứ thánh. Dạ, giờ này đi trên nền gạch nó nóng. Bên đây là thờ tứ thánh, thì không biết tứ thánh là bốn vị nào, thì có duyên đi khắp phương hương sẽ hỏi những chú cao tuổi để tìm hiểu thêm về những cái nơi thờ cúng. Thì mới vô thì mình nhìn vô là thấy toàn cảnh mấy liều tranh như vậy, rất là đơn sơ mộc mạc luôn. Thì phía đó thì có để nước suối, đi khắp phương hương đoán là nước suối của cô hồi nãy, hoặc là của vị nào đó. Mở nắp ra đây nè, thường là mọi người sẽ mở nắp ra để cúng giấy xong rồi cái kiểu như sinh lộc á, rồi cúng xong rồi cái mình sẽ dặn nắp để mang về để dành uống từ từ. Nếu mà mình có niềm tin á thì kiểu như nước đó để giúp mình có sức khỏe hoặc là bình an. Bài thơ của tu sĩ Thanh Hương, mà cái vị ngài tu sĩ mà hồi nãy đi khắp quê hương ở trong điện Cửu Quyền á quay. Giờ đi khắp quê hương sẽ đi ra phía sau này nè, đây là các cái vết tích điêu tàn. Đi khắp quê hương nghĩ là cái tòa tứ thánh này là hồi xưa là nó sẽ như vậy, nhưng sau chiến tranh hoặc là sau thời gian đó thì nó lụi tàn nha. Trên đó thì có chỗ cao hơn đó, xíu thì hai anh em mình sẽ lên đó. Thì bên cái ngôi đền ngôi miếu bên đây cũng lụi tàn luôn rồi, không còn gì hết, chỉ còn là được mấy cái nền với mấy cây cột à. Bạn của đi khắp phương hương thì cúng xong rồi ra trốn dưới gốc cây, bỏ bạn mình lội nắng để quay. Dân tình chơi kỳ thiệt chứ. Tiếp tục di chuyển nè. Giờ mình ở dưới đây có một cái tháp. Đi khắp hương thấy cái cảnh nó trên đây nó cũ kỹ, nó hoang tàn, nó đơn sơ, nó mộc mạc làm sao á, khác với mấy cái núi khác. Tam giao chi ăn, vì nước quên mình, hồn siêu độ vì dân, đắc cảnh hưởng bồn đoàn, ơn cha nghĩa mẹ đành hoàn lại, một nắm xương tàn nghĩa tóc Thanh Hương. Thì nói chung cái bài thơ đó đi khắp hương hiểu là vì tổ quốc mà hy sinh, hy sinh thì không vì nước mà hy sinh đó, cái không có đền ơn cho cha mẹ đó, không có phụng dưỡng cha mẹ khi về già thì đã hy sinh cho tổ quốc. Phía đây có là bàn cúng thì anh em mình trẻ lại bái. Để bái xong rồi sẽ tiếp tục di chuyển. Đối diện với cái đền là phía dưới vực nè, có đường đi xuống. Hồi nãy quy một đoàn hướng nam đã đi hướng này, chắc các chú đã lội xuống gần để kiếm hướng nam rồi. Quyên một cái khu vực cánh rừng ở dưới. Anh em mình thì do không có, đó giờ chưa đi cái núi này nên không có đi theo mấy chú mà đi tham quan núi. Bên đây là cái bảng đá ghi chú Đại Bi. Phía cái bên chút xíu thì có cái lư hương để tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển nha, tiếp tục di chuyển để tham quan.
núi voi. Trên đây không có gì, chỉ là một cái bệ đá, vòng vòng bệ đá. Hôm nay mình sẽ đi lên đỉnh núi. Bên đây là cái gì nè lĩnh? À, mới nãy là hữu bang, bên đây có lẽ là thả bang, là hai bên trái phải của đền Tứ Thánh. Hồi nãy mình cúng bên hữu rồi, giờ mình qua bên tả. Đúng rồi, đi khắp hương nói đúng rồi nè, bản ghi là tả bang. Bên kia thì mất tiêu mấy cây cột rồi, bên đây còn được mấy cây cột. cảnh núi voi của mình nó điêu tàn quá. Nên em sẽ có bàn đá trong trên dịch sử đảng nữa nè. Sáng mình ngồi đây uống nước trà là hết sảy luôn. Nguyên một cái bàn đá. Ơi giờ hai anh em mình sẽ lội lên núi. Giờ chú ở trong đó đang dùng chưa, mình không có vô. Ủa, cái vết tích giống mắt dạ. Cục đá sẽ ngộ á. Núi voi của mình thấp à, nên đi chạy xe cái muốn tới đỉnh núi luôn rồi. Lên tới đây thì các cái bậc thang đi cũng dễ dàng nữa nè. Ở đâu cái thị đâu? Ừ thơm quá ta. Đây cây me. Cây đó gì kìa? Cây này là cây me. Đâu? Đi lên thơm quá vậy. Không, còn trên đây nè. Bên đây thấy rồi. Quá chèn rụng luôn rồi nè. Rụng nhiều lắm. Cây thị bên đây to, trái bự không à. Ui thơm quá, thơm rồi, trái rụng ngóc chân luôn. Ui rồi, cái thị nè, bự lắm. Trái đi khắp vườn thấy trái chín trên cây nhiều lắm luôn á. Đâu, đi đâu. Ừ, được một trái chín. Đây trái thị nè. Một trái thị tha, một trái này còn xanh nè. Trái này chín rồi nè. Mềm luôn rồi nè. Ơi rụng luôn rồi. Đụng vô rụng luôn rồi. Lọc. Được lọc núi. Các ngài đang hưởng cho hai anh em mình. Không, trái này đã bị sâu ăn rồi. Trái này bị sâu ăn rồi nè. Nhưng mà dò ăn thử coi. Không sao đâu. Đoạn đá to quá vậy. Ở dưới cây thị mát lắm luôn. Hả? À, bên đây có chỗ cúng nữa nè. Hôm nay mình xin phép lên lễ bái các ngài. Ở đây là để sơn thần, cung kính sơn thần. Ê, trên bàn ngài có trái thị nữa kìa. Không, trái thị đây hư nữa rồi. Trái này hư rồi. Húi à. Gì để trái mới nè vô đi. Trái mới cũng hư rồi nè, có sâu nè. Lại lên chút xíu thì mình nhìn được ở dưới nè. Bà bẻ trái chín để lên bàn của vậy đi. Kìa. Cố lên. Rồi, để lên đi. Cây thị to, trái chín nhóc hết trơn luôn nè. Ăn này chắc ăn được á. Trò ăn thử một miếng đi. Đó giờ chưa ăn trái thị nữa. Sau khi dò trái thị và không ăn được thì trái thị hư, nó dòi ở trong đó nhóc hết trơn rồi, anh em bỏ rồi. Đi khắp vườn thấy chỗ sơn thần, những cái tảng đá lớn nhìn nó có cái vết nó giống như con máy xẻ ra vậy, nhưng không phải đâu, đây là tự nhiên á.
nhìn nó sẽ đều lắm luôn á, đều có cái vết nó đều đều với nhau không à. Bây giờ anh em sẽ lội lên đỉnh núi đảo lại được, để bước qua cái khe này để đi lên. Đi đường tắt, đi bước qua khe đá để đi lên đường tắt. Ủa chỗ này là cao nhất chưa ta? Trên đây là một cái những cái tảng đá to, rồi phía đây có cái bàn để mình cúng, phía sau đi khắp quê hương thấy để chữ tòa Tam Thánh, bạn đây chữ tòa Tam Thánh là già nóng cái bàn chân quá. Giờ đi khắp quê hương sẽ quay xung quanh xong rồi sẽ tắt máy và lễ bái. Phía đối diện là một cái hồ. Chắc có cô chú nào lụm mấy trái thị để lên đây nè, nhưng mà ăn không được, nó thúi hết rồi, nó chỉ có mùi thơm thôi. Đây có bậc thang đi xuống. Wow, dưới đây mát lắm nè Lĩnh ơi. Hả? Cây đa với cây me. Hả? Cái đó cũng, ủa không phải cây đa mà cây gì á, cây bên đó to quá vậy, như là một cái bể đá lớn lớn nè. Nhảy xuống đây thử coi. Mùa nhãn mà, mùa này mùa nhãn, tại không thấy trái thôi kìa, cây nhãn cổ thụ bên đó nữa kìa. Wow, vô đây nó mát, chú dưới cây me, ở trên là cái cây me gốc cũng bự. Đâu núi của mình nhỏ quá, có 120 mấy mét à, nhìn xa không có được. Ôi như vậy là đã đi tới địa điểm cao nhất của ngọn núi rồi. Ở trên địa điểm cao nhất của ngọn núi này, núi Voi, thì có để tòa Tam Thánh, thì anh em sẽ lễ bái xong rồi đi xuống, đi tham quan vòng vòng, chỗ nào đi được thì sẽ đi. Nhé chùa Phi Lai không? Phi Lai cổ tự không? Chưa biết nữa. Ngọn núi đi không thấy mệt gì hết. Quá khỏe luôn, chạy xe cái muốn lên tới đỉnh núi. Đây có những bệ đá lớn nè, ở dưới phía dưới đó có bệ đá lớn nữa nè. Ở trên đây là một cây nhãn nữa nè. Rồi đi khắp quê hương xin phép tắt máy để lại bái. Và chia tay với chỗ tòa Tam Thánh là nơi đi khắp quê hương thấy là cao nhất trên đỉnh núi Voi rồi. Và anh em sẽ đảo xuống lại. Núi này cực kỳ ngắn luôn, anh em chạy xe lên chút xíu là muốn tới phần nửa cái núi luôn hay gì vậy. Rồi lội lên chút xíu nữa là hết tới đỉnh núi. Vậy anh em sẽ lội xuống lại để đi xuống núi. Dự tính thì anh em sẽ qua bên chùa Phi Lai Cổ Tự. Nó từ thiện nhiều lắm thiệt đó đi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ được rồi, để con đi vô. Dạ 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 con vô. Dạ. Cô Bảy. Ủa cái chỗ này là của cô Bảy hả? Không phải, của cậu Bảy đó, đó. Cậu Bảy trong nhà. Dạ. À. Ơi con ăn cơm rồi cô. Cô Bảy còn kêu con ăn nữa. Ủa đây đông quá ta. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ. Wow.
Dạ dạ rồi. Dạ chào sư huynh. Dạ. À, hồi nãy cậu Bảy mình chỉ mình đi đường này rồi qua bên đây có cái chùa nữa nè. Cái chùa cũng cổ. Giờ hai anh em mình sẽ tiếp tục di chuyển. Cái đường này thì mấy chú đi lấy hút nam hồi nãy á, đi xuống cái đường này. Xuống đường này rừng gặp không à. Hồi sớm thì hai anh em mình tính xuống núi đi về. Đi về xong mà gặp cô lo vô nhà cậu Bảy ăn cơm, dùng bữa cơm xong rồi xin cậu Bảy chia kể mấy cái câu chuyện trên núi, cái lịch sử của ngọn núi này. Thì cậu Bảy tuy mặc dù ở đây 20 năm rồi nhưng mà cậu Bảy cũng không có rành, nên cậu Bảy không có dám kể. Wow, cũng nhiều quá ha chú. Rồi đi khắp quê hương hỏi cậu Bảy là ngoài cái chỗ mà đi khắp quê hương đi rồi á thì còn chỗ nào để đi nữa không? Cậu Bảy kêu chỉ đi khắp quê hương qua cái đường bên đây nè. Đi theo cái đường này thì sẽ qua được cái, cậu Bảy nói là hình như là ngôi chùa hay á, thì hai anh em đi khắp quê hương sẽ trải nghiệm đi cho biết. Thì cái đường bên đây bắt đầu giống như là đi qua rừng hay gì vậy, qua quả đồi khác. À, chỗ vừa mình vừa chạy xe lên chân núi là gặp ngay cái chỗ của cậu Bảy luôn. Cậu Bảy thì ở đó đãi cơm từ thiện cho mọi người ăn. Wow, trong rừng cây nhiều, giờ mấy chú đi lấy thuốc nam phải rồi, gặm gạp dưới đây nữa nè. Đi ngang cây thị nữa đó, thơm quá. Thơm quá, thơm à. Mình đi ngang một cái miếu, ủa cái mồ. Đi đường này là qua gặp lại mấy chú hốt thuốc nam hồi nãy nè. Dạ, yeah, con gặp lại mấy chú rồi. Dạ, yeah, con chào chú. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Út còn ngồi trên đó kìa. Sớm giờ là đi trong đó ra hay gì Út? Dạ. Trời ơi, dạ. Yeah. Băng gừng vòng vòng vậy ha. Dạ là gì, gà lội ra lại hả Út? Còn đi nữa hả? Rồi. Dạ, lấy hoài luôn hả chú? Hai anh em mình sẽ qua xá hai cái màu đó xong rồi sẽ di chuyển tiếp. Giờ mấy chú là bắt đầu lội lên đòi lên đó ha. Wow. Rồi vô rừng theo mấy chú đi. Rồi đi. Đi hái thuốc nam đi, tôi đi qua đây. Đi mình đường mới của mình bên đây nè. Tính bỏ anh em đi hái thuốc nam với mấy chú. Dạ. Có hai đường. Ở đây thì dẫn vô một cái đủ băng lĩnh qua đây không lĩnh. Thì đi khắp quê hương nghe cậu Bảy kể thì bên đây là một cái ngôi chùa bỏ hoang, thì chắc là đúng rồi.
Đúng rồi, đây là trong đây là một ngôi chùa, hình như cái núi này. Tự nhiên có một làn gió lạnh làm đi khắp hương nổi da gà lên đó rồi. Hình như cái cả ở cái núi của mình bỏ hoang nhiều quá. Núi này ít ai biết tới. Ở trên thì có mấy tấm pin năng lượng mặt trời. Xung quanh là toàn rừng cây không à. Hồi xưa chắc có người đi tới đây nhưng bây giờ không còn ai nữa, còn mấy chú đi hốt thuốc nam không à. Đi khắp hương nghe tiếng mấy chú đòi thuốc bên kia. Giờ bạn của đi khắp hương với đi khắp hương giờ cúng lễ bái các vị. Đây là Đạt Ma Sư Tổ. Tuy ngôi chùa cũ kỹ nhưng cũng được lót gạch, cũng sạch sẽ. Chắc có mấy chú này cũng giờ sau khi vào bên trong, qua khỏi cái bàn đồ của tổ xong rồi mình vào bên trong thì tôi hấp hương thấy thờ một vị tướng mà không biết ai. Phía bên đây là thờ Đức Phật Thích Ca. Bên đây thì thờ Tam Thánh, có vị Quan Công Thánh Đế, rồi Châu Sương và Quang Bình. Phía sau cái dách cuối thì thờ Phật Quan Âm. Thì vòng vòng trên dách nè vẫn có các tấm pin năng lượng mặt trời hoạt động. Mọi thứ nó cũ kỹ quá, không có ai trùng tu. Nhưng mà cũng có người lui tới để thắp hương á, với quét dọn đi khắp hương, thấy cũng sạch sẽ. Mà mới nãy bước vô thấy cảnh nó hoang tàn quá, nhìn sợ nổi da gà luôn. Thôi đi khắp hương xin phép tắt máy để hai anh em lễ bái, xong rồi sẽ ghi hình tiếp cho cô chú anh chị và các bạn mình xem. Phía trước ngôi chùa bỏ hoang này có một cái cây thị này cũng to á, có trái thơm lắm. Nghĩ đi khắp hương đi đảo một vòng cái ngôi chùa này ha, quay hình lại cho cả nhà mình xem. Đây là phía bên vách chùa nè, nó rất là cổ luôn. Phía sau chùa có đường đi nữa kìa. Mới nãy mình chưa ra xá chỗ này. Phía bên đây có cái miếu, hai anh em mình sẽ đi xuống đó xong sẽ đi đường này luôn. Qua bên đó có đường đi, có bên đó là một ngôi chùa nữa. Chú xuống núi luôn hả? Dạ. Vậy là nghỉ lên đây hả chú? Dạ. Vậy là hết được gặp chú rồi. Chú là đầu lấy thuốc bên Cần Thơ á. Giờ chú lấy thuốc bên đây xong rồi có thể sẽ xuống núi. Tại bên đây khi lấy xong thời gian sau cây thuốc nó mới phát triển lên lại. Có thể là lâu lắm chú sẽ mới quay lại đây. Bên đó là có một cái ngôi chùa nó hay gì á. Giờ anh em trước tiên sẽ lên đây lễ bái. Đây là cái miếu. Ở trong có rất là nhiều cốt của ông Hằng Tài và ông Hậu Địa. Xin phép các ngài cho con ghi hình nha. Tiếp, di chuyển tiếp ha. Hả? Nấm á. Ôi xin nấm. Mấy cái tay nấm nó mọc lên thân cây luôn nè. Cái nhãn gì mà không biết nữa. Từ phía dưới đây mình nhìn lên nè.
núi này thì rất là ít người biết tới, khách hành hương rồi ít biết tới. Mình vừa tới trên núi sẽ có một cái quán nước và một cái quán, một cái trại của cậu Bảy á. Cậu Bảy sẽ đãi cơm miễn phí cho mình ăn, rồi mình lên núi mình lễ bái, mình cúng xong rồi sẽ xuống gió chút xíu thôi là có chỗ để nghỉ ngơi, chỗ cậu Bảy để nghỉ ngơi lại. Rồi vừa qua cái chùa chút xíu thì mình sẽ qua được cái dồ đá bên đây. Dồ đá bên đây nhìn đi khắp phương hương thấy trống trải. Wow, Bủ Sơn Kỳ Hương Cốc Thầy. Đốt nhang đi, đốt nhang đi, đốt ba cây á. Thì hai anh em chỉ có đem hột quẹt theo thôi, đa phần thì các cái cốc, cái miếu và cái điện ở trên núi đều có nhang sẵn. Là phía mình lập xung quanh đường xuống đây là cái đường gừng nè, có một cái lá mòn nè, có mấy chú hút đi hút hút nam đi theo đoàn đông người mới dám đi mấy cái con đường này thôi, chứ đi khắp quê hương với bạn của mình là không dám. Rồi ở phía dưới đây chút xíu nữa là có cái bãi, có cái căn nhà trong đó đó, hai anh em sẽ đi xuống đó. Phía hai bên là có hai ông hổ, một ông màu trắng với một ông màu vàng. Chứ đây là bàn thông thiên. Giờ ngồi ở vị trí này á thì mình có thể nhìn ra được cái cánh đồng bát ngát bên kia kìa. Mình có thể nhìn được xuống cái chùa Phi Lai Cổ Tự nè. Chùa này cũng có một cái giai thoại rất là đặc biệt luôn, có liên quan tới Phật thầy Tây An nữa. Thấy Phi Lai Cổ Tự là lớn, lớn ha. Rồi đi khắp quê hương xin phép tắt máy để lễ bái. Dạ, hai anh em mình chỗ Cốc Thầy, chỗ Bủ Sơn Kỳ Hương Cốc Thầy thì đảo ra lại. Hồi nãy thì hai anh em ở dưới cái động này, động này tên là Phi Văn Động. Thì hồi nãy đi khắp quê hương từ trên đây đi xuống đó ghi hình, vô động ghi hình, nhưng mà sao mà ghi hình xong đi khắp quê hương phát hiện mất tiêu cái file. Không vô động đó đi khắp quê hương thấy nhiều lư hương lắm. Thì đi khắp quê hương tắt máy tính cúng xong sao mà phát hiện không có file, tính ghi hình lại mà bạn lĩnh không cho, rồi lĩnh nói ghi hình một lần không được thì thôi đừng có cố tình ghi nữa. Thì đi khắp hương cũng hiểu ý thôi ha, không ghi hình cái động đó nữa. Thì vô trong động là có lư hương, cái động cũng cạn à, có mấy cái góc có lư hương, có chỗ ngồi thiền. Giờ hai anh em mình đảo lại chỗ cái chùa cũ kỹ này nè, xong rồi sẽ tiếp tục di chuyển theo cái hướng ngược lại á, có cái đường đi á. Ở đây có đường mòn nữa nè. Xuống núi rồi. Phải xuống núi không? Xuống chùa Phi Lai. Chắc gì? Giờ anh em mình sẽ đi hướng bên kia, qua cái ngọn đồi bên kia. Mấy chú lấy hút nam ở bên kia, bên đây, nhà tiếng bên đây. Con nghe tiếng là nhìn vòng vòng và không thấy. thì ra chú đang ở trên đọt cây. Cái đó cái gì chú? Mình đang đốn cái gì? Dây cóc luôn hả? À đúng rồi. Ui xa quá, cái nhánh ngoài đó xa quá nè. Chú chặt được mấy nhánh dây cóc nè. Nhai thử một đoạn đi lĩnh. Đắng. Đắng là thuốc tây đó. Đắng là thuốc tây. Thì này quá tràn nắng luôn. Chú chặt một bó ở đây.
Chắc mình gom chuyến này mấy tháng sau hoặc thời gian sau mình mới quay lại hết sao chú? Không có. Là nghỉ quay lại luôn hả? Không có. Nhưng mình quay lại mà lấy chỗ khác. À. Cái này vẫn hết thuốc rồi. Dạ. Chú đang chặt cho rớt cái nhánh xuống. Dạ anh em gọi lên đây. Chú gom lại ha. Bây giờ hai anh em mình tiếp tục di chuyển qua hướng bên đây. Hình như bên đây cũng nghe một tiếng của mấy chú nữa nè. Đây có một cái chòi cũng bỏ hoang luôn rồi, ở trong có chỗ thờ cúng. Chà, mấy chú thu hoạch về cốc cũng nhiều lắm nè. Chà, chú cháu mình gặp lại rồi. Đi vòng vòng rồi, gặp lại được mấy chú rồi. Giờ mình nghỉ mệt đây ha. Thì con lội qua cái đồi bên đây, con nghe cậu Bảy nói cái đồi bên đây có cái chùa bị bỏ hoang nữa gì nè. Con tính qua đây cúng. Đằng kia có cái đồi bỏ xuống. Ngã ba rồi, ấy chứ. Lên có ngã ba ngoài tầm mặt ngàn người chết bên đó. Ủa, con mới đi chỗ đó qua đó. Ngã ba là đây. Trên đây là không có gì luôn hả? À. Thì tới đó nữa là cái đỉnh này không có gì luôn hả? Không có gì hết. Dạ. Dạ chỗ đó là có sư tổ. Cái miếu ngoại qua tới. Dạ. Trong đây hả chứ? Trong đây hả? Ghê vậy. Cái gì trời? Cái gì trời? Đây đen trời. Chị Bình nhớ không? Chị Tóp đi, đi đằng hai người đi. Để đi ba người lội đó. Con chào mấy chú, con đi xuống lại nha. Dạ, tạm biệt mấy chú. Ôi, chào cả nhà luôn. Dạ. Con lội xuống trước nha chú. Trời, chú chèo nhìn thấy ghê quá vậy. Dạ, hai này mình lội xuống. Công đức của mấy chú là gọi là vô lượng luôn á. Vượt non, vượt gừng để tìm thuốc về cho bà con. Quay lại chỗ cái động phi văn hồi nãy. Thì lúc mà vô động đi khắp hương tính nói là cậu Bảy có chia sẻ hồi xưa là các chiến sĩ hy sinh ở đây cũng nhiều. Thì vô cái động đó đi khắp hương thấy lương hương vòng vòng ngóc hết trơn á, cũng sợ sợ. Rồi coi lại cái máy quay của mình thì sao mà mất tiêu cái đoạn ghi hình đi vô cái động này. Đi khắp quê hương tính bấm máy lại thì bạn của đi khắp quê hương không cho, nói quay một lần không được thì thôi đừng quay nữa. Thì đi khắp quê hương cũng hiểu ý thôi, không có quay nữa. Và hai anh em mình là lội xuống núi. Đi. Trưởng đoàn hả? Ủa chứ không phải Út hả? Trời ơi. Trưởng đoàn mà trưởng đoàn anh ba quá vậy. Hai em. Sáng là em. À cái chú cái anh Hải á. Cái đó là em. À vậy hả? Còn cô là chị. Chị. À. Chị cái không? Này là nhà tài trợ tiền bạc. À vậy. Nhà tài trợ. Dạ cô là tài trợ hết các cái kinh phí của mình để đi lấy thuốc ha. À. Mà lâu dài chứ không phải là ngàn bữa đâu, cái này lâu dài lắm rồi. Ờ vậy hả? Lên lấu chùa đó thôi em ăn đâu. Nha. Cô, mấy cái đi. Cô với mấy chú dùng bánh bao nè. Anh Bảy không đi lấy đá rồi. Dạ. Ủa, bao chai. Dạ anh bao chai. Ngon không? Phải hồi nãy là con ở dưới cậu Bảy con ăn rồi, phải chưa ăn chứ con cũng xin cái. Dạ con đó giờ chưa đi núi này, bây giờ con lên tham quan thử tìm hiểu cái phong cảnh ở đây làm sao á. Rồi lên cũng có duyên gặp được cô với mấy chú đi lấy thuốc nam. Rồi sẵn thôi, sẵn tiện cho con xin phép ghi hình cô chú để kiểu như là mình truyền tỏ cái năng lượng, gọi là cái tấm lòng tốt của mình đi khắp nơi vậy đó. Rồi mình làm cái này cái con thấy nó không có
lại lọc chứ trơn, phải băng gừng lội suối lên đây chèo lên cây, con thấy chú kia chèo tuốt trên cây để chặt thuốc xuống. Trời, dạ. Bởi vì phước đức mà quý hơn bạc vàng nữa em ơi. Dạ. Nên dù cực khổ cách mấy mấy chú cũng vẫn chèo dạ. để lấy thuốc về cho bà con người ta có bệnh hút thuốc nam dạ. uống. À, miễn phí từ thiện hết em ơi. Dạ, tất cả miễn phí gì mà cô chú không có ngại khó khăn gì hết. Vì làm mà phước đức mình quý quá nên không có ngại đường xá xa khổ chân em ơi. Dạ. Đây là mấy chú lớn đây, đây là chú Tư, đây chú Hai, chú Út, mấy chú rất chú là lớn tuổi này. Mà cũng còn sức khỏe để dạ. núi đi lấy thuốc nữa đó em ơi. Còn cái hả? Dạ. Đây mời chú hỏi chú phỏng vấn ít câu là chú chia sẻ với con hồi sáng cũng nhiều. Dạ, chị Hai, dạ. chị tưởng chưa? À, đây là chú Tư. Ôi, chú Tư đi núi có mệt không chú Tư? Mệt. Em trai à, giác có mệt không em trai? Sao em mồ hôi dữ vậy? Em mệt đó là em có sao với chị? Rồi. Mấy chú quá nhiệt tình luôn em trai đó. Giác rồi từng bó xuống tới dưới xe. Quá vàng, cái đó quá duyên. Thì sao chuyến này là còn đi đâu nữa không con? Ờ, đi nữa, ngày mai chị trở về Sóc Trăng rồi em trai ơi. Dạ, mình đi khắp xứ. Miễn chỗ nào có mình nghe nói hút nam có qua là mình tới qua tới Tà Lơn luôn, qua bên Phú Quốc luôn, qua tới Phú Quốc mới luôn, đâu đi ra tới Đồng Nai luôn, đi Bù Đăng Bù Đớp luôn, đi vãng luôn, ngoài luôn, Đồng Tháp ngoài luôn, ở 20 ngày Đồng Tháp ở 20 ngày và wow. Ủa vậy ở ngoài chắc ít có người lấy à, gần già hả chú? Ít rồng mà 20 người chặt ngày không rồi đó, lớn biết rồng mở cộng lớn vậy nè, nó thể luôn bằng thùng nước lọc mình đó, dữ gì có cái là chặn không có 8 tấc tụi giác nổi, không có giác nổi chết luôn nha, 8 tấc là dài bị dài 8 tấc tụi giác nổi, dạ nó nằm khoảng 50 mấy ký rồi sao cái dạ vậy ha, nào cũng mấy gán giác chứ sợ vợ đỡ chặt rồi không? Dạ nè rồi lớn miếng đi vuốt hết đi còn cái nữa, trời ơi tôi cho bảo đảm mà em theo đảm em theo nước giống cái túi Doraemon nè trời ơi kẹo cho nước nữa nè trời ơi gì hết trời ơi tôi giữ chữ dữ lắm. Anh Út cười cái nhiều viên đi anh Út cho em trai quay phim lên đại chiến hình cho anh Út mình tuy nhỏ tuổi mà răng nó bị rụng chơi là tại ăn kẹo nhiều á bị súng răng mới có 69 tuổi à ôi mới 69 nè thì ông nói rồi tôi dạ. mới 60 mà sao anh lớn tôi 9 tuổi mà sao anh giác còn mạnh dữ à? Ông đi xuống ông còn bò bò thôi mình giác có thuốc mình đi cài 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 ông là trời ông có nội nị đâu mà sáu mấy tuổi không giác dữ gì trời mạnh dữ hả nhà uống sữa rồi tôi quay lại cái bịch sữa tôi nè tôi nhổ cái này nè bịch sữa giò gắn cứng lá vô cái cây bùng bùng dạ, bùng dạ, là YouTube ba đi khắp quê hương đẹp quá ha. Dạ về bấm lên rồi đi thấp quê hơn là lên phải không? Dạ đúng rồi chú. Rồi vậy là về về đâu bấm lên con thử cho coi. Dạ. Cái đó là tập vừa leo liền. Ờ nãy giờ con chưa ghi hình chú nè, là mình ghi hình chú. Cô ơi đây con ghi hình cái dạ coi như cái duyên để con lưu lại là kỷ niệm của mấy chú đi núi chuyến này luôn. Dạ. Rồi con chào con chú con xuống núi nha. Rồi, dạ. Rồi, em trai đi. Dạ con chào Út luôn. Con chào chú. Dạ. Dạ. Miền đất nước Việt Nam mình luôn nha. Dạ cảm ơn chú. Có nhiều động lực để có tiền là mình đi làm phước thêm cho bà con người ta luôn. Dạ. Cảm ơn công hai ba chị. Nấu cơm. Rồi. Dạ. Nó lại nó quay tùm lum hết trơn còn chỗ nấu cơm á. Bên mồ hảo bên đó. Dạ. Dạ cái đợt đó thì mấy anh đi là cũng đông. Rồi chào tạm biệt cô chú. Chúc cô chú sức khỏe nha. Dạ. 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 Rồi con xuống núi luôn chú ơi. Con xuống núi luôn chú ơi. Dạ. Chúc chú sức khỏe nha. Rồi chào anh em xuống núi luôn. Dạ. Rồi con chào mấy chú con xuống núi nha, chúc mấy chú đi lấy thuốc có nhiều sức khỏe. Okay. Dạ con chào tạm biệt chú, chúc mấy chú đi núi lấy thuốc có nhiều sức khỏe nha. Dạ con chào chú. Dạ,
quay cái chú làm kỷ niệm để đi núi luôn. Rồi con dạ con chúc chú mới đi núi có sức khỏe. Dạ con chúc hai chú được thượng lộ bình an. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn hết chưa. Dạ hôm nay có duyên ha, đi khắp quê hương được ghi hình mấy chú làm từ thiện đi lấy thuốc nam để lưu lại những cái hình ảnh này để làm kỷ niệm cho mấy chú trong cái chuyến đi lấy thuốc nam ở núi Voi. Giờ hai anh em đi khắp quê hương khẽ đi xuống núi. Ôi sớm giờ là mấy chú đã chở xuống đi khắp quê hương, thấy là chở xuống một chuyến xe lớn rồi, giờ đem ra đi một đống nữa nè. Giờ đi khắp quê hương khẽ qua chị xin chị lấy cho em hai trái chai nước suối đi chị. Cái quán của chị gái xinh đẹp này là ngay chỗ đậu xe luôn á, giờ chạy xe lên tới là gặp rồi. Dạ dạ khỏi được cô ơi, hai suối không được rồi. Có lạnh không chị? Có lạnh thì khoái. Đi khắp quê hương xin phép được kết thúc clip tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Đi khắp quê hương. Thì nếu thấy yêu quý hai anh em mình thì xin cho Đi khắp quê hương một đăng ký, một like và để lại một bình luận để Đi khắp quê hương có thêm động lực cho những video tiếp theo. Hết tiền lẻ à? Hai anh em mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. À, cô đây hả? Ô bà chủ lấy tiền là bên đây, còn bên kia là bà chủ bán thôi à. Gần gửi dạ, cảm ơn cô.